Xin kính chào khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì đám cháy rừng tràn ra xa lộ ở vùng Nam California. Một đám cháy rừng gần thành phố là Castex vào hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 9 đã từ trên núi tràn xuống xa lộ khu vực phía nam tiểu bang California, khiến một phần xa lộ xuyên bang I-5 bị đóng cửa. Theo bản tin của hãng thông tấn AP và đài truyền hình địa phương KTLA số 5, đám cháy này có tên là Root Fire đã lên tới hơn 400 mẫu Tây, tức là hơn một nửa dặm vuông vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày thứ Bảy. Vì lý do an toàn, giao thông trên xa lộ I-5 ở khu vực này có lúc hoàn toàn bị cấm ở cả hai chiều. Đại Kato tường thuật rằng đám cháy roof fire đe dọa các căn nhà trong khu vực. Theo tin từ trạm cảnh sát Santa Clarita Valley thuộc sở cảnh sát Los Angeles County, đến khoảng 9 giờ tối thì khoảng hai làng xe ở hai chiều được mở lại. Theo tin từ Caltrans, những người lái xe được khuyến cáo tốt nhất là hãy tránh tới khu vực này nếu có thể. Ở các nơi khác trong tiểu bang California các cơn giông đưa tới các cơn mưa nhỏ đã phần nào giúp cho nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng hiện đang diễn ra trên khắp tiểu bang. Tuy nhiên thì sóng chớp đi kèm cũng đã tạo thêm một số đám cháy rừng khác ở khu vực khô cằn ở phía bắc California theo giới chức của cứu hỏa. Sở khí tượng quốc gia là NWS nói thêm rằng là có hơn 1.100 vụ xét đánh ở California từ tối ngày thứ Năm tới sáng thứ Sáu và giới chức cứu hỏa nói sấm xét gây ra ít nhất là 17 đám cháy liên quan đến phần tin khác thì ở tại Taliban thì nam nữ sinh viên không được ngồi chung trong lớp. Nữ giới ở Afghanistan sẽ được cho đi học đại học trong nỗ lực tái thiết quốc gia này sau nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, nam nữ sinh viên sẽ không được ngồi chung trong lớp và các quy định của hồi giáo về y phục nữ giới phải được tuân hành theo lời của bộ trưởng của Taliban vào hôm chủ nhật ngày 12 tháng 9. Theo hãng thông tấn Reuters, thì Bộ trưởng Adun Badi Hakwani nói tân chính phủ Taliban sẽ khởi sự xây dựng đất nước trên nền tảng đang có ngày hôm nay và sẽ không đưa đất nước này trở lại thời đại của 20 năm trước khi họ nắm chính quyền. Hakwani nói là các nữ sinh viên sẽ được các nữ giáo sư dạy trong các phòng học cách biệt với năm sinh viên, theo như sự diễn dịch của Taliban về luật Sharia của Hồi giáo. Nhờ ơn Thượng Đế, chúng ta nay có đông đạo nữ giáo sư, chúng ta sẽ không có vấn đề gì trong lĩnh vực này, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để cung cấp nữ giáo sư dẫn dạy cho các nữ sinh viên theo Hakani trong một cuộc họp báo ở Kabul. Vấn đề về học hành của nữ giới tại vùng Afghanistan là một trong những câu hỏi chính mà thế giới đặt ra cho chế độ Taliban khi mà họ tìm cách chứng tỏ rằng đã thay đổi so với thời gian 20 năm trước, không còn áp đặt các các lệnh khắc nghiệt từ khiến nữ giới coi như không thể ra khỏi nhà. Hakwani không nói rõ là việc tuân hành các quy định của luật Sharia có nghĩa là phải đeo khăn tròn hay là phụ kính mặt hay không. Hôm thứ bảy thì một nhóm các phụ nữ mặc áo tròn đen, phụ kính từ đầu xuống chân đã tuần hành ở Kabul để bày tỏ sự ủng hộ dành cho một luật mới về cách ăn mặc và các lớp học nam nữ riêng biệt tại đại học hakwani nói là trong trường hợp không có đủ nữ giáo sư thì sẽ có các biện pháp đặc biệt để bảo đảm rằng có sự cách biệt giữa nam sinh viên và cũng như là nữ sinh viên theo hakwani thì khi nào mà thực sự có nhu cầu thì nam giáo sư có thể dạy nữ sinh viên nhưng phải tuân theo luật là saria lúc học phải có rèm ngăn cách giữa nam và nữ sinh viên việc giảng dạy cũng có thể được thực hiện qua streaming hay qua máy thu hình Liên quan đến phần tin tại Việt Nam thì Phan Sào Nam nộp 2.6 triệu Mỹ kim tiền khắc phục vẫn có khả năng ngồi tù tiếp. Tờ thanh niên vào hôm 12 tháng 9 cho hay vừa à, nộp 2.65 mỹ kim à, 2 triệu mỹ kim về tiền khắc phục hậu quả, ông Phan Sào Nam có nhiều khả năng cũng sẽ trở lại vào tù. Theo ông Nam thì một trong những nhân chính của đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua game bài là Rikif bị tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc tổ chức đánh bạc và rửa tiền năm 2019. Tuy vậy thì ông Nam bỗng nhiên được ra tù trước Tết Tân Sửu năm 2021, sớm gần 2 năm so với hạn tù. Theo đó thì 2.65 triệu Mỹ Kim và hơn 126.000 Mỹ Kim Singapore được chuyển từ một tài khoản đứng tên ông Nam tại Singapore cho Cục Thi hành án dân sự Phú Thọ. Trước hai khoản tiền nổi trên, ông Nam được ghi nhận đã nộp 1.346 tỷ đồng chưa kể các khoản thanh lý xe hơi của ông này bị nhà chức trách kê biên Tuy vậy thì theo báo thanh niên, giới chức viện kiểm soát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng cần phải hủy bỏ quyết định giảm thời hạn chấp hành án tù đối với ông Phan Sào Nam vì thiếu cơ sở pháp lý. Và báo này cũng dẫn lời ông Trần Văn Độ, cựu phó chánh án tòa án nhân dân tối cao về nguyên lý. Nếu mà việc giảm án sai thì đương nhiên là phải hủy và Phan Sào Nam phải thi hành án trở lại và liên quan đến việc tạo điều kiện ra tù sớm với ông Nam thì giới chức của tòa án dân dân tỉnh Quảng Ninh từ phó chánh án cho đến phó trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án đã bị kỷ luật cảnh cáo. Những người này đã bị Ủy ban kiểm tra Trung ương cho là vi phạm các quy tắc làm việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và chỉ đạo. Trong vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỷ này, thì hai tướng công an nhận bảo kê cho ông Nam là Phan Văn Vĩnh là cựu tổng trưởng à, tổng cục cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa là cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ thuộc Bộ Công an bị tuyên phạt lần lượt là 9 và 10 năm tù liên quan đến phần tin khác cũng ở tại việt nam thì bộ trưởng quốc phòng nhật bản qua việt nam bàn việc chuyển giao công nghệ quốc phòng tin đến từ hà nội Báo Dinh vào ngày 12 tháng 9 cho hay trong chuyến thăm Hà Nội, thì ông Nobuo Kishi là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng đã ký kết thỏa thuận chuyển giao trang bị công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông Kishi khiến công luận chú ý vì đến Việt Nam cùng ngày với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đáng lưu ý là ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Cộng sản Việt Nam, không tiếp ông Vương Nghị là tiếp ông Kishi. Cũng theo báo riêng thì ông Phan Văn Giang là Bộ trưởng Quốc phòng và là người đồng cấp Nhật Bản Kishi thống nhất sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong việc trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương như đối thoại chính sách quốc phòng, cấp thiếu trưởng, tham vấn sĩ quan, tham mưu các quân chủng, hợp tác, đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Còn theo báo sau China Morning Post của Hồng Kông, người đứng đầu hai Bộ Quốc phòng Việt-Nhật được cho là đã đồng ý hợp tác vì một trực tự quốc tế dựa trên luật lệ và tái khẳng định tầm quan trọng tự do hàng hải và hàng không tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo thỏa thuận mới được ký kết tại Hà Nội, thì Nhật Bản có thể bán cho Việt Nam những chiếc tàu tương tự của lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản. Việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cùng ngày, thì báo Asadora tường thuật là Bộ trưởng Kishi cho biết thỏa thuận vừa ký tại Hà Nội nâng quan hệ đối tác quốc phòng của hai nước lên một tầm cao mới. Liên quan đến phần tin khác, ông cũng ở tại Việt Nam thì Việt Nam đã thí điểm cách ly 7 ngày với hàng trăm người Việt từ Mỹ trở về hôm 12 tháng 9, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công bố là 11.478 ca COVID-19, trong đó Sài Gòn tiếp tục đứng đầu với 6.158 ca, tiếp đó là Bình Dương là 3.188 ca, Đồng Nai là 974 ca, Long An là 285 ca, nâng tổng số các ca nhiễm tại Việt Nam lên đến 613.375 ca với 15.279 ca tử vong. Tổng số liều vaccine đã được chích là 28.2 triệu liều với 5 triệu người được chích đủ 2 liều. Theo báo riêng, thì ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy Sài Gòn thừa nhận không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm dịch trước tháng 9 và cần thêm khoảng 2 tuần để làm việc này. Phát ngôn của ông Nên được đưa ra trong lúc Sài Gòn đã trải qua 103 ngày áp lệnh phong tỏa theo hướng ngày càng siết chặt. Trước mắt chỉ có quận 7 và huyện Củ Chi được xác nhận là kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nên người dân tại hai khu vực này được đi chợ mỗi tuần một lần trong tuần tới. Và trong khi đó, thì kính thưa quý vị, theo phần tin mà chúng tôi nhận được, thì trong một diễn biến khác, tờ báo tuổi trẻ ngày 12 tháng 9 cho hay là hai chuyến bay của hãng Vietnam Airlines chở 350 người Việt từ Los Angeles và San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ về Việt Nam được thí điểm chương trình cách ly 7 ngày tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy, hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.